Hello, xin chào toàn thể anh em đang xem video trên kênh của em nhé. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ, đầy sức khỏe để theo đuổi cái niềm đam mê PCP của mình. Đấy, thì hôm nay shop phụ kiện PCP đồ chơi lối rừng. Đấy, số điện thoại 0366265552. Lại tiếp tục lên một cái video để giới thiệu với anh em một cái mẫu cành mà từ trước tới nay nó đã khẳng định được thương hiệu ở trên thị trường ngay rồi. Đấy, thì anh em không biết là có đoán được không? Nhưng mà không để anh em tò mò thì em sẽ giới thiệu luôn là cái cành đấy là cái cành Lotha tem vàng anh em nhá. Đấy, cành Lotha tem vàng. Nó đã khẳng định từ trước đến nay rồi, anh em nhìn cái tem nó đã uy tín rồi đúng không? Nhìn cái cành nó đã uy tín rồi. Đấy, cành Lotha tem vàng nó đã khẳng định từ trước đến nay nhá anh em nhá, anh em lưu ý nhá. Đấy. Báo giá công khai trực tiếp luôn cho anh em là em đang bán với cái giá là 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 6 tùy theo khách hàng. Bởi vì sao lại tùy theo khách hàng? Bởi vì là anh em có thiện chí mua, em có thể bớt từ 1 triệu 6 xuống còn 1 triệu rưỡi. Anh em nhé, nếu mà anh em kỳ kèo hoặc là khó ở hay là nói chung là tùy vào cái thái độ của anh em. Đấy, vui thì em bán được 1,5 triệu, không vui thì em bán 1,6 triệu. Đấy là cái loại thẳng luôn anh em nhé. Đến lúc để bảo là này, anh em có thiện chí, bởi vì cái cành này em đang bán với cái giá gốc là 1,6 triệu. Gốc là 1 triệu 6 chứ không phải em là gốc 1 triệu rưỡi mà em lại bán lên 1 triệu 6 là không phải. Gốc nó là đang 1 triệu 6. Đấy, thiện chí nhá, thiện chí có nghĩa như nào? Anh em hỏi phát mua luôn, không kỳ kèo hay cái gì cả hoặc là như thế nào. Đấy, hỏi phát mua luôn. Thì em gửi luôn cho anh em với cái giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi, đấy, là cái giá là cái giá hữu nghị đấy. Còn anh em nào mà cứ kỳ kèo hoặc là thái độ nó không vui, không hợp tác thì nó bán ra 1 triệu 6. Đấy. Nói thẳng với anh em là như thế. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu qua về cái hình thức mua bán và cái hình thức giao dịch bên em nhé. Đấy, đầu tiên em sẽ giới thiệu về cái hình thức giao dịch. Đấy, bên em thì có hai đường ship, một là ship code, hai là ship gửi xe. Anh em nào mà nhận gửi xe thì anh em lưu ý là không được kiểm tra hàng, còn ship code là kiểm tra đồng kiểm thanh toán. Đấy, số điện thoại thì có một rồi. Khi anh em mua cành thì anh em không cần phải cọc, mua khung không cần phải cọc, mua cả cây anh em cọc 100-200 tùy vào cái giá trị đơn hàng. Ví dụ chẳng hạn như đơn hàng to, đơn hàng nhỏ. Đấy, đơn hàng nhỏ thì anh em cọc ít, còn đơn hàng to thì em cọc nhiều, tránh cái tình trạng mà bom hàng. Đấy, rất là phiền cho cả hai bên, phiền cho bên em thôi chứ không phiền cho anh đặt hàng mà bom hàng là phiền cho bên em thôi, mất tiền cước. Đấy, mất tiền cước rồi tiền đi lại rất là nhiều những cái phụ phí khác. Đấy, thì còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, bây giờ em sẽ giới thiệu luôn về cái cành Lotha tem vàng thì chắc là không cần phải nói nhiều rồi. Đấy, nhưng mà vẫn phải giới thiệu qua về cho anh em để làm sao mà anh em biết được cái giá cả cũng như là cái mẫu cành hiện tại bây giờ. Cành này thì xuất xứ là nó là xuất xứ Đài Loan, nhưng mà cành này nó là cành rep 11, có nghĩa cành ngon của nó đấy. Cành nếu mà cành chuẩn của nó, cành Đài Loan của nó là 8 triệu, 6 đến 8 triệu cơ. Còn cái cành này thực ra để nói là bên em nhập tàu nhá, cành nhái, cành Đài Loan, cành Lotha Đài Loan thôi, nhưng mà là hàng nhập tàu, hàng 11 luôn anh em ạ. Đấy, cái độ ổn định của nó đem lại thì không phải bàn. Với cái cành 14 in này em cam kết cho anh em là 80m ăn lắp C2, cành 14 in cả 80m ăn lắp C2 nhá. Anh em lưu ý ghi rõ vào, cành 14 in. Cành 14 in bắn được 80m ăn lắp C2. Cam kết luôn cho anh em đấy. Chắc như đinh đóng cột luôn. Đấy. Bây giờ em sẽ thông kẹo cho anh em xem nữa nhá. Đấy, cành 14 in 12 khương. Khương là khương vuông. Đấy, cho gia tốc gọi là luật luôn. Cành 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 6. Cành này trước em bán 2 triệu tư đấy. Cái thời đầu em bán là bán 2 triệu tư đấy. Bây giờ nó nhiều shop bán rồi là cạnh tranh nhiều, là các shop hạ giá là đâm ra cũng phải theo thôi. Đâm. Đây em sẽ test cái độ cắn kẹo của cái cành nha anh em nhá. Đây. Đây. Mới đầu đút vào rất là khít anh em nhé. Đây, rất là mút luôn anh em nhé. Anh em nhìn để ý cái đầu lòng ấy, không lại bảo em là cháo kẹo rồi cháo này cháo nọ, mệt lắm. Làm thật ăn thật luôn chứ làm sao phải cháo hay cái gì cả. Đấy, đầu ui, bắn này. Đây. Cắn kẹo đây nhá. Anh em có nhìn thấy cái ánh sáng sáng không? Cái ánh sáng sáng ấy. Đây nhá. Hai màu là màu khác nhau nhá anh em nhá.
Bởi vì là quay lên video nó cũng rất là nhìn khó anh em ạ. Nếu mà anh em muốn xem sắc nét hơn thì anh em gọi điện cho shop, shop sẽ gọi điện trực tiếp Zalo hoặc là chụp ảnh cho anh em xem được cái khương của nó thì tốt hơn. Đấy. Kẹo đây nhá. Đấy, tốt nhất là anh em cứ gọi điện thẳng trực tiếp cho shop để shop chụp ảnh hay là gửi video cho anh em để cho nó được rõ ràng hơn cũng như là dẫn tới cái việc mua bán của anh em nhanh gọn hơn. Đấy là cái cành 14 in với cái giá là 1,5 triệu đến 1,6 triệu nhá. Anh em lưu ý ghi vào rồi alo cho shop. Tiếp theo mình muốn giới thiệu với anh em là cái cành 20 in. Cành 20 in. Đây. Úi trời. Cho vào phát nhìn nét căng luôn anh em ạ. Khương của nó là khương vuông nhá, 12 khương. Chuẩn luôn, cành giống Y111, gọi là 11 có nghĩa là y đúc kiểu như cành chính hãng luôn anh em nhé. Là cành Đài Loan, là cành lô tha Đài Loan ấy. Mà cái loại cành mà 8-9 triệu ngày xưa có, bây giờ chắc là không còn ai có đâu. Mà cũng chả ai có tiền để chơi cái loại đấy đâu. Đây anh em ạ. Đẹp chưa ạ? Đấy, cành... cành 20 này thì em vẫn bán bằng giá là 1,5 triệu đến 1,6 triệu một cành nhá. Vẫn bán bằng giá. Đấy, rất hữu nghị cho anh em. Cành dài như cành ngắn. Anh em tùy vào sở thích của anh em cũng như là mục đích của anh em sử dụng. Còn bây giờ em sẽ test cái khương cho anh em xem nữa. Đấy, cành nào cũng phải test khương cho anh em xem để anh em xem có chuẩn như là lời quảng cáo hay không. Đấy. Làm thật ăn thật ra là không phải sợ. Đây. Que nó hơi cong một tí. Đây anh em nhìn cái đầu lòng ấy. Nhìn cái đầu lòng nhá anh em để ý nhá. Đấy. Đầu lòng thì bao giờ nó cũng nó có cho ke mà. Đây. Đấy, ra rồi nhá. Đây anh em ạ. Anh em có nhìn thấy không? Đây cái này thì rõ đấy, nhìn cái này rõ đấy, khương cắn rất là đều nhá. Nó có hai màu rõ rệt. Nó có hai màu rõ rệt mà. Đây. Mới cành 20 in nhá, vẫn bằng giá. Quá là ưu đãi luôn cho anh em. Cành ngắn cũng cành dài. Cành ngắn cũng như cành dài nhá, bằng giá hết, đồng giá hết. Đấy, đấy là cái cành 20 in nhá. Đấy, hôm nay em giới thiệu cho anh em nguyên về cái cành lô tha tem vàng này thôi. Bên em thì có rất là nhiều. Anh em cứ alo trực tiếp qua bên em. Một em sẽ tư vấn cho anh em cái cành nào nó phù hợp với giá tiền hay là với cái túi tiền của anh em. Hai nữa là tư vấn cho anh em chọn một cái cành nào để chơi tốt nhất. Đấy, còn bây giờ em xin phép được kết thúc video ở đây nhá. Mong anh em xem video, hộ shop một like và đăng ký kênh. Chào anh em nhá.